thưa sư. Rồi, học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng trang nghiêm thân khẩu ý và hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Ngọc Trân thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con kính đảnh lễ quý sư, các cô tu nữ và xin chào quý học viên. Con thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu peri sikaratate chantali ke vimane di berate chagame taguanagahane ge hawat thom he ke te phom ma cha yam tu de wa cha la tha la vi sa me ya kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang Muniwara wacanang sathavo me sunantu dhamma savanakalo ayam padanta dhamma savanakalo ayam padanta dhamma savanakalo ayam padanta. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, tutiyambi buddhang saranang gacchami, tutiyambi dhammang saranang gacchami, tutiyambi sanghang saranang gacchami. Tatiyambi buddhang saranang gacchami, tatiyambi dhammang saranang gacchami, tatiyambi sanghang saranang gacchami. Iti biso bhagava arahang samma sambuddho vicca carana sambanno sugato lokavidu anuttaro purisadamma sarathi sattha deva manussanang buddho bhagavati nathi me saranang anyang buddho me saranang warang ete na sacca vacce na hontu me jayamangalang uttamang ye na vandehang badabangso varutamang buddhe yo kalito doso buddho kamatutang mamang. Sakato Phagavata Thammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Obanayiko Pachatang Veditapo Vinyuhitinati Me Saranang Anya Thammo Me Saranang Warang Ete Nasacha Vacche Nahontu Me Jayamangala Uttamange na vandehang thammang chaduvithang vara thammeyo khalito doso thammo khamatutang mamang. Subhatibhano bhagavato savakasangho ujubhatibhano bhagavato savakasangho Nyaya bati bano phagavato savaka sangho samichi bati bano phagavato savaka sangho yadidang chattari burisa yugani atha burisa bungala esa phagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo Anjali karaneyo anuttarang bunya khetang lokasatinathi me saranang anyang sangho me saranang warang ete na sacca vacce na hontu me
Jayamangalang uttamange na vande hang sang khan chadu vitho tamam sang khe yo kalito do so sang kho khamatu tang mamang Wanda mi che ti yang sa pang sa pa tha ne su ba ti thi tang sa ri ri ka tha tu ma ha bo the Buddha ru bang sa ka lang sa da sam pu the a tha vi san cha da da san cha sa ha sa ke pang cha sa ta sa ha sa ni na ma Mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha a da re na na ma mi ha na ma ka ra nu pha we na han to sa be u ba da we a ne ka an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam pu the pan cha pan nya san cha cha tu we sa ti sa ha sa ke Dasata sahasa ninama misirasa ahang te sang thammanja sang khanja adare nanama mihang namakara nufawe nahantwa sabbe ubadawe aneika antaraya piwinasantu ase sato sampute navutarasate Atha chata li sa saha sa ke vi sa ti sa ta saha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha a da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na han toa sa be u ba da we Aneka antaraya piwina santu ase sato Sabbe burati maya di saya sata awera suki hontu sabbe burati maya nu di saya sata awera suki hontu sabbe dakina ya di saya sata awera suki hontu sabbe dakina ya nu di saya sata awera suki hontu sabbe pejima Yadi saya sata awera suki hondu sape pachima. Yanu di saya sata awera suki hondu sape utara. Yanu di saya sata awera suki hondu sape. Yanu di saya sata awera suki hondu sape ubarima. Yadi saya sata awera suki hondu sape hetima. Yadi saya sata awera suki hondu sape sata awera hondu sukita hondu nikdoka hondu paya apya paya hondu anika hondu dika yuka hondu Agora hondo sampati hisami chanto sukhi atanang pariharanto dukha pata janik dukha faya pata janik faya soka pata janik soka hondo sape pipanino akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tujirang rakhang tu sasanang Akasatha japumatha dewanaga mahitika Bunyang no anomodang tujirang rakhang tu nogaru Akasatha japumatha dewanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu nyatayo Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu panino Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu no sada
Idang watano bunyang asawa khaya wahang hon tu anagate kale. Dạ con tụng. À thú xà. À thú xà. Dạ thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học Pali ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Con xin dâng mic đến sư ạ. Con. Nam mô Buddhaya. Xin chào lớp. Hôm nay thì chúng ta học. Rồi. Bây giờ hôm nay thì chúng ta bắt đầu cho buổi học bằng trả lời câu hỏi bài học số 9. Bài số 9, rồi sau đó chúng ta sẽ học bài mới là bài số 10. Trả lời câu hỏi bài số 9, rồi sau đó phần đọc đoạn văn. Đoạn văn. Bài số 9. Đây, trả lời câu hỏi. Trả lời câu hỏi. Câu hỏi số 1. Cho biết cách hình thành bất biến quá khứ phân từ với động từ cơ bản theo bài học này. Cách hình thành bất biến quá khứ phân từ theo bài học này như thế nào mà có ai có nhớ không? Các anh nhớ. Dạ thưa, cơ bản á là nó có đuôi của nó là toa, toa na, toa ná, tu ná, toa ná, tu ná, đa giá. Cái bài học này tức là mình thêm cái gì? Dạ thêm sau cái đuôi của nó là mình chỉ học thay thế thành phần cơ bản động từ có âm tận cùng là a o thì chúng thay thế bằng chữ y và sau đó ghép giúp chữ ngữ toa, toa ná, tu na và đúng rồi. Tức là nếu cái việc nếu động từ cơ bản là á, á a hoặc là o thì mình thêm chữ ý, sau đó mình học chữ toa, toa ná hoặc là tu ná, hoặc là tận cùng bằng e, e thì thêm thêm ta, thêm toa, toa ná, tu ná và tu ná. À, mình ghép trực tiếp, mình ghép trực tiếp với toa, toa ná, tu ná. Đó là câu số 1. Câu số 2. Câu số 2 thì người ta cho mình gì? Bất biến quá khứ văn từ trong tiếng Pali được sử dụng như thế nào? Hãy cho thí dụ cụ thể. Bây giờ ở đây cho biết cách sử dụng như thế nào thôi. Thí dụ thì để mình xem trong đoạn văn đi. Để diễn tả một câu nói có chứa nhiều hành động mà những hành động đó diễn ra theo thứ lớp, rồi diễn tả một câu nói có chứa nhiều hành động, hành động nó xảy ra theo thứ lớp. Ví dụ nói tiếng Việt coi thí dụ giống như gì? Giống như là ví dụ giống như gì trong tiếng Việt mình giống như gì? Ví dụ như là tôi đến chùa, tôi đảnh lễ chư tăng, sau đó thì tôi gặp các đạo hữu và sau đó thì có làm một số công việc ở chùa, giống như mình làm công quả đó thưa sư. Rồi là sau khi đến chùa đảnh lễ chư tăng, gặp các đạo hữu và làm một số công việc rồi trở về nhà, ví dụ vậy. Rồi đó là câu số 2. Bây giờ câu số 3. Mà câu số 3 là gạch dưới các bất biến quá khứ phân từ đã được sử dụng trong đoạn văn. Cái câu này thì lát mình đọc đoạn văn thì mình mới gạch dưới được câu số 3. Bây giờ câu số 4.
biến đổi các động từ pasati, deseti, awahati thành quá khứ văn từ và tập đặt câu với chúng. Chia đổi làm sao đây? Cái này mình đổi thành một biến quá khứ văn từ, cái này mình đổi làm sao? Pasati thành gì? Bác sĩ tòa ná. Bây giờ DC tí thì sao đây? DC tòa ná đúng rồi. Awahati thì sao đây? Awahi tòa ná. Rồi, được rồi. Rồi đặt câu thì tự tập đặt ha. Tự tập đặt đi. Câu số 5. Chọn một động từ có hình thức DC tí và lập chia động từ đó thì quá khứ. Này thì hôm trước mình có làm rồi. Hôm trước mình có tập chia rồi ha. Mình có chọn động từ rồi, giống hôm trước mình chọn một loạt các động từ. Pu chi tí, cho re tí, ô lô kê tí gì đó, hôm trước mình có làm rồi. Câu rồi câu này. Giờ mình chọn qua phần độc đoàn văn tí đi. Qua phần độc đoàn văn tí. Rồi đây phần độ đoạn văn. Văn của bài số 9, xếp phá vi măng xa. Khát ti giá văn xa xá phá vi ni già ra chá khu ma ra năng. A quá hi tung ích chăn ta năng tê phá si tung ra chá nạc gà rê. Ra chá pi ta ra chá. Raja Parisaja, Mahajana Saja, Atano Sipani Desiyung. Tithatha Raja Kumaro Tathewa, Soyani Thanusipanja, Chandahati Asa, Damanadini, Sapani Sipani, Hawanti, Tani, Desesi, Sowimangsaya, Sapani, Ichani, Atiwatitoa, Awahijitoa, Rajanangato, Ahosi. Bây giờ mình đọc rồi mình xem coi ở đây có bất biến quá khứ văn tự hay không nha. Khatiya Wangsa Sapaweniya Rajakumaranang Awahitung ikhantanang te pasitung Raja Nagare Raja Pita Raja Raja Parisaya Ca Rajana Saja Atano Sipani Desiyung Tisatha Raja Kumaro Tathewa Soyani Thanusipanja Chandahati Asa Damana Dini Sapani Sipani Hawanti Tani Desesi So Vimang Saya Sapani Kijani Atiwati Toa Awahi Toa Raja Toa Hoti. Chưa có mấy bất biến quá khứ văn từ. Dạ thứ hai. Ai đọc được đoạn văn này giơ tay lên đi, hai người đọc đi. Mỗi người đọc đọc tên, người thứ nhất đọc cái DC Dung, người thứ hai đọc phần còn lại.
À, các thánh có trên lớp học không ạ? Dạ có sư. Rồi mời Phật tử đọc lớp học, đọc đồng văn này sư. Dạ, vậy xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ, con xin đọc Siddhartha Gayakhu Maru. Đọc từ trên xuống. À, dạ. Bathamo Vajyo Siddhartha Gayakhu. Phải đoạn đó. Dạ. Cái bài số 9. Lộn. Khách đi. Ok. Quên. Con lộn. Để con đọc lại. Sibakvi Max. Di bác di mắt xem Kha thi dắt văn sát xa bác về nít già gà dắt khu ma ra nam a va hi tùm ít chăng ta nam tê bác si tùm gà dắt na gắt rê gà dắt bí ta ra chắc gà dắt ba rí xa già chắc ma già Yanasa chat Atano Atano Sidbani De Sijum Siddhartha Gayakhu Maru Tha về quá. Tha về quá. Dạ tới đây Sijum. Dạ. Nhìn đó thôi. Dạ. Mọi người thứ hai đi. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc tiếp. Chí tát thá ra chá cúng ma rô tát thề quá sô gia ní thá nú xít bành chá chàn đá hát thì á xá đá ma nà đi ní sắp bà ní xít bà ní phá hoàn tí tà ní đê xê tí xí sô quý măng xa giá sắp bà ní ký cha ní á tí quá tí quá tòa à quá hí dí tòa ra cha năng cá tô á hồ xí. Con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Huyền. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Chíp bạ quỳ măng xà khát tí dạ quầm xa xa bạ quỳ ní dạ ra cha cụ mà ra năng á quá hí tùng ít chàm tạc năng, hệt phát sĩ tùng, ra chá nạ gà rề, ra chá bí tạ ra chá bạ rì xà yạ chá, mạ hà chá nạ xạ chá, át tà nồ, xíp bà nị, đề xê dùng, con xin hẹt ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Rajakumaro Tatewa So Yani Thanusipancha Chandahati Asadamang. Ông xin đọc lại. Asadamanadini Sapani Sipani Vafanti Tani Desesi So vì mang sa giá sắp pa ni kích cha ni á tí vắt tí tòa a quá hí di 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 tòa ra cha năng cát tô á hồ xí. Thưa sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ thưa sư cũng xin đọc ạ. Cát tí giá quan sát xa ba về ní già ra chá cú mà ra năng a quá hi tung ít cha ta năng tê bát si tung ra chá na gá rê ra chá bí tá ra chá ra chá bà rí xa giá chá ma ha chá ná xá chá a nát tô Atano, Sipani, Desi, Dung. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin được đọc ạ.
Siddhartha, Siddhartha Raja Kumaro, Tattiwa, So, Yani, Thanusip, Pancha, Chanda, Hathi, Asa, Damana, Damana, Dini, Dini, Sapbani, Sipbani, Quang Tị, Tà Nị, Đê Sê Sị, So, Quy Măng, Sa Giá, Sắp Bá Nị, Kích Chà Nị, Á Tị, Quát Tị Tòa, À Quá, Hi Di Tòa, Ra Chà Năng, Cát Tô, A Hồ Sĩ. Bà Sư, con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư là hết rồi sư. Rồi, làm xong phần đoạn văn ha. Dần chuyển sang học phần bài mới. Bài mới là bài số 10. Bài số 10 là lễ thành hôn. Lễ thành hôn. Phần này thì sau phần lịch sử thì mình có 3 phần tụ văn phạm. Thứ nhất là phần giới từ. Thứ hai là tiếp vị ngữ tô. Thứ ba là phần danh từ trung tính vị ngữ á, như là danh từ của lá. Giờ mình xem phần lịch sử Đức Phật trước ha, phần cuộc đời Đức Phật trước. Phần này thì mình có một đoạn lịch sử ngắn ở đây. Là vần thần và dân chúng khắp nơi trong bằng thành rất vui mừng sau khi nghe tin từ Đức Vua là ta sẽ nhường ngôi cho Thái tử Siddhartha, và Thái tử sẽ kết hôn cùng với con chúa Yasodhara. Họ vui mừng vì nghĩ rằng chúng ta sẽ có được một vị vua vừa có tài lẫn đức để cai trị Bắc Độ. Con chúa Yasodhara còn có tên gọi là Pimpa hoặc là Phatda Kachana. Con chúa này con của vua Subhaputta, vua thiền giác, và hoàng hậu Pamita, dòng tộc Koliya ở thành Devadatta. Con chúa sau này còn có tên gọi là Rahula Mata nữa. Lễ thành hôn thì diễn ra vào ngày rằm tháng Asalaha. Tháng Asalaha này là khoảng tháng 6 của mình. Lễ thành hôn được tổ chức rất long trọng, có cả các bà la môn, quần thần bên ngoài, dân chúng bên trong và ngoài hoàn thành đến tham dự. Khi đó thì công chúa hoàng tử thì mới, và thái tử thì mới 16 tuổi. Mới 16 tuổi thì lúc kết hôn. Và đức vua cũng truyền ngôi cho thái tử vào ngày hôm đó. Tức là trong lúc kết hôn, ngày vào ngày kết hôn thì đức vua truyền ngôi luôn cho thái tử. Đó là phần lịch sử Đức Phật. Đó là phần lịch sử. Dần chuyển sang phần văn phạm. Phần văn phạm. Phần lịch sử này mình nhớ ngắn gọn, đó là thái tử Siddhartha kết hôn cùng với công chúa Yasodhara vào ngày rằm tháng Asalaha. Cả hai người bằng tuổi nhau ha, 16 tuổi. Trong ngày hôm đó thì đức vua trao luôn cả, tức là vừa kết hôn vừa lên làm vua. Đức vua nhường ngôi cho, vua cha vừa nhường ngôi cho thái tử.
Rồi phần thứ hai đó là phần từ vựng trong bài học. Sơ có một số từ vựng. Rồi bây giờ nghe đọc từ vựng, sau đó lớp đọc từ vựng ha. Phát đa cái cha na ra chắc của Mari. Phát đa cái cha na ra chắc của Mari. Phát đa cái cha ra chắc của Mari. Phát đa cái cha na ra chắc của Mari. Công chúa phát đa cái cha na đó. À, công chúa phát đa cái cha na. Mahajana là đại chúng. Pamodati là quan hỷ. Pamodati là quan hỷ. Awahati là kết hôn. Awahati là kết hôn. Paleti là bảo vệ hay là hộ trì đó cũng được. Panipadiyati. Xin lỗi, Paleti là cai trị ha. Paleti là cai trị. Panipadiyati là tổ chức. Được tổ chức. Panipadiyati là được tổ chức. Saha hoặc là Satthin là cùng với. Chintanato là suy nghĩ. Chintanato là suy nghĩ. Do sự suy nghĩ. Pimpa Raja Kumari là công chúa Pimpa. Pimpa Raja Kumari là công chúa Pimpa. Rồi nghe đọc lại lần nữa. Phada Kachana Raja Kumari. Phát đa cái cha na ra chá của Mari. Công chúa phát đa cái cha na. Mahajana là đại chúng. Pamodati là hoan hỷ. Awahati là kết hôn. Paleti là cai trị. Padipadiyati là được tổ chức. Saha Satthin là cùng với. Chintanato là do sự suy nghĩ. Pimpa Raja Kumari là công chúa Pimpa. Rồi lần nữa ha. Phada Kachana Raja Kumari. Công chúa Phada Kachana. Mahajana là đại chúng. Pamurati là hoan hỷ. Awahati là kết hôn. Paleti là cai trị. Padipadiyati là được tổ chức. Saha Satthin là cùng với. Chintanato là do sự suy nghĩ. Pimpa Raja Kumari là công chúa Pimpa. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Giơ tay lên để đọc bài. Rồi anh Khánh mời lớp đọc bài giúp xin đi. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, con xin đọc ạ. Phát Đa Cách Cha Na Ra Chác Cú Mari là công chúa Phát Đa Cát Cha Na. Má Ha Chá Na là dân chúng. Ba Mô Đá Tí là vui mừng. A Vá Há Tí là kết hôn. Ba Lê Tí là cai trị. Ba Tí Ba Đi Giá Tí được tổ chức, là được tổ chức. Xá Há Sắc Thiên là nhiều hơn này. Cùng với. Xin Tá Ná Tô là do sự suy nghĩ. Phim Ba Ra Chát của Marie là công chúa Phim Ba. Dạ, con xin đọc. Phát Đa Cách Cha Na Ra Chá Cú Ma Ri. Công chúa Phát Đa Cách Cha Na
Maha Chana là đại chúng. Bamodhicitta là hoan hỷ. Awahati là bảo vệ hộ trì kết hôn. Kết hôn. Dạ kết hôn. Ba lê tí cai trị. Ba lê tí là cai trị. À, ba tí ba đi giá tí là được tổ chức. Xá há sắc thình là cùng với. Chin tá lá tô là suy nghĩ, do sự suy nghĩ. Bimbara chá cú ma ri là công chúa Bimba. Con xin hết ạ. Rồi. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư. Và Chana Raja Kumarua Dakachan Mahati là hoan hỷ. Awahati là kết hôn. Paleti là cai trị. Là Paleti là cai trị. Pati Padiyati là tổ chức, được tổ chức. Saha, Saha hoặc là Satin là cùng với. Chinta Nato là do sự suy nghĩ. Bimbara Chakumadi là công chúa Bimba. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Bát Đa Khắc Chát Na Kra Giác Khu Ma Ri, công chúa bên, công chúa Bạc Đề. Ma Hạ Maya Yana là dân chúng. Bát Mắt Đô Đắc Tí là quan hỷ. Avat Ha Tí là kết hôn. Ba Đê Tí là cai trị. Bát Tí Ba Đi Giác Tí là tổ chức. Sát Hát Sắc Thiềm cùng với. Chin Tắc Nát Tô là suy nghĩ. Bin Barayak Khu Mari là công chúa Bin Ba. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Sư con xin đọc ạ. Phada Kachana Raja Khu Mari Amari là công chúa Phada Kachana. Maha Chana là dân chúng. Pamo Dati là vui mừng. Awahati kết hôn. Dạ kết hôn. Paleti cai trị. Pati Padi Yati là được tổ chức. Saha Sathim cùng với. Chintanato là do bởi sự suy nghĩ. Bimba Raja Kumari là công chúa Bimba. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phi Sương. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Thadda Kachana Raja Kumari là công chúa. Thadda Kachana Mahajana là đại chúng. Bamo Dati là hoan hỷ. Awahati là kết hôn. Ba Lê Tí là cai trị. Ba Tí Ba Đi Giá Tí là được tổ chức. Xá Há Tí Sát Thiên là cùng với. Chin Tá Lá Tô là do sự suy nghĩ. Bimba Ra Chá Cú Ma Ri là công chúa Bimba. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương.
Bạch sư con xin đọc ạ. Phá đá các cha na ra cha kumari kumari là công chúa. Bát đa các cha na maha maha cha na là dân chúng. Bát mô đá tí là vui mừng. A quá hát tí là kết hôn. Bát lê tí là cai trị. Ba tí, ba đi, ba tí, ba đi, giá tí là được tổ chức. Sá hạ, sá thiên là cùng với. Chin tá na tô là do sự suy nghĩ. Bim ba ra, gia cú ma ri là công chúa Bim ba và bạch sư hết ạ. Mời Phật tử mang ra lá nên đi. Dạ thưa sư, con xin đọc. Bát đát cá chá na ra chát cú ma ri là công chúa Bạc đề ca chiên di. Má hà chá ná là dân chúng. Bá mô đá tí là vui mừng. A vá há tí là kết hôn. Ba lê tí là cai trị. Bá tí bá đi giá tí là được tổ chức. Sá thiên hoặc là sá há là cùng với. Chí tá ná tô vì sự nghĩ, do sự nghĩ. Bin ba ra chá cú ra chá cú ma ri là công chúa Bin ba. Dạ sư xin hết. Rồi con. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Phát đa các chana ra chá cú Mari là công chúa Phát đa các chana. Má ha chana là đại chúng. Bá mô đa tí là hoan hỷ. A quá ha tí là kết hôn. Ba lê tí là cai trị. Bá tí ba đi ra tí là được tổ chức. Sa há hoặc là xét tin là cùng với. Kim tá ná tô là do sự suy nghĩ. Bim ba ca chá của Mari là công chúa Bim ba. Tôi không xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Sa Nguyên ạ. Dạ xin mời Phật tử Sa Nguyên. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Bát đa cát cha na cha khú ra cha khú Mari là công chúa Bát đa. Maha sana là đại chúng. Bát bố đa tí là vui mừng hoan hỷ. Á quá hát tí là kết hôn. Pa lê tí là cai trị. Pa tí pa đi cha tí là được tổ chức. Sa há hoặc là sát din là cùng với. Sin ta na tô là suy nghĩ. Bim ba ra cha khú ma ri là công chúa Bim ba. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. À. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Đừng có nói chuyện nào đọc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Không nói chuyện nữa nha. Bát đa chá na Bát đa cá chá na ra chá cú ma ri là công chúa Bát đa cá chá. Ma ha chá na là dân chúng. Bá mô đá tí là vui mừng. A wa há tí là kết hôn. Ba lê tí là cai trị. Ba tí ba dí giá tí là được tổ chức. Sa há sắc xin là cùng với.
chita nato chín tá nato là do sự nghĩ. Dạ bim bim bá ra chá cú ma ri là công chúa bim ba. Dạ thưa sư con hết ạ. Xin mời Phật tử cùng Văn Điền. Con đừng nói chuyện xin đạt ạ. Bát đa cát cha na ra chá cú ma ri là công chúa Bạc Đề Ca. Má ha chá ná là dân chúng. Bá mô đá tí là vui mừng. Bá quá ha tí là cái thôn. Ba lê tí là cai trị. Ba tí ba đi giá tí là được tổ chức. Xá há sát thiên là cùng với. Tin tá ná tô là vì sự nghĩ. Bim ba ra chá cú ma ri là công chúa Bim ba. Và con xin thấy à. Dạ thứ sư đã hết rồi sư. Rồi vậy qua trang 2 ha. Sopaputtha Raja. Sopaputtha Raja vua Sopaputtha vua thiền giác. Sopaputtha Raja Koliya dòng tộc Koliya. Pamita Devi hoàng hậu Pamita. Pamita Devi hoàng hậu Pamita. Devadaha Nagara thành Devadaha. Devadaha Nagara thành Devadaha. Rahula Matu. Rahula Matu mẹ của Rào La. Rahula Matu mẹ của Rào La. Ratthang. Ratthang là xứ. Xứ quốc độ. Ratthang là quốc độ. Anto là bên. Bên. Bên trong. Pahi là bên ngoài. Ayupamana là độ tuổi. Ayupamana là độ tuổi. Asalha Masa tháng Asalha. Asalha Masa tháng Asalha. Sopaputtha Raja vua thiền giác. Koliya dòng tộc Koliya. Pamita Devi hoàng hậu Pamita. Devadaha Nagara thành Devadaha. Rahula Matu mẹ của Rahula. Ratthang quốc độ. Anto bên trong. Pahi bên ngoài. Ayupamana độ tuổi. Asalha Masa tháng Asalha. Sopaputtha Raja vua Sopaputtha. Koliya dòng tộc Koliya. Pamita Devi hoàng hậu Pamita. Devadaha Nagara thành Devadaha. Rahula Matu mẹ của Rào La. Ratthang quốc độ. Anto bên trong. Pahi bên ngoài. Ayupamana độ tuổi. Asalha Masa tháng Asalha. Rồi ai đọc được giơ tay lên. Giơ tay lên đọc trang từ vựng số 2. Rồi anh Khắc Khánh mời lớp đọc thường sư. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Sopaputtha Raja là vua Sopaputtha. Koliya là dòng tộc Koliya. Pamita Devi là hoàng hậu Pamita. Devadaha Nagara là thành Devadaha. Ratthang là quốc độ. Anto là bên trong. Pahi là bên ngoài. Ayupamana là độ tuổi. Asala Masa là tháng Asala. Thưa sư xin hết. Asalha hả? Asalha. Asala. Laha, laha. Asalaha Masa. Dạ, xin lỗi. Dạ, thưa sư xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Con xin đọc.
Sipa Buddha Raja, Đức Vua Thiện Giác, Koliya là dòng tộc Koliya, Pamita Devi, Hoàng hậu Pamita, Dewa Daha Nagara là thành Dewa Daha, Rahula Matu là mẹ của Rahula, Rathang là quốc độ, Anto là bên trong, Bá Hí là bên ngoài, Ayupa Mana là độ tuổi, Asanha Masa là tháng Asanha. Con xin hết ạ. Dạ. Mời Phật tử Mangala nên đi. Dạ thưa sư, con xin đọc. Su Ba Buddha Cha Ra Cha Ra Cha là vua thiện giác. Cô Lý Giá là dòng tộc Câu Lỵ. Ba Mita Devi là hoàng hậu Cam Lộ. Deva Daha Nagara là thiên tỳ. Rahula Matu là ra hầu la mẫu. Ratha là quốc độ, Ato là bên trong, Bahi là bên ngoài, Ayupamana là độ tuổi, Asahasa, Asamaha, Sa là Asahamasa là tháng Asaha. Dạ sư xin hết. Sư là Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Sư Bá Bút Thá Ra Chá là Đức Vua Sư Bá Bút Thá. Cô Lý Giá là dòng tộc Cô Lý Giá. Pamita Devi là hậu Pamita. Đê Quá Đá Há Nagara là thành Đê Quá Đá Há. Ra Hú La Mát Bát Tú là mẹ của La Hầu La. Rách Thăng là quốc độ, An Tô là bên trong, Bát Hí là bên ngoài, Ayú Pa Mana là độ tuổi, Asanha Masa là tháng Asanha. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Huyền. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Supa Buddha Raja, Đức Vua Supa Buddha. Koliya, dòng tộc Koliya. Pamita Devi, Hoàng hậu Pamita. Dewa Daha Nagara, thành Dewa Daha. Rahula Matu, mẹ của Rahula. Rathang, quốc sứ, quốc độ, An Tô bên trong, Bahi bên ngoài, Ayupa Mana độ tuổi, Asalaha Masa tháng Asalaha. Con xin nhảy đạ. Xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ con xin đọc. Supa Buddha Gaya, vua tiện giác. Koliya, dòng tộc Koliya. Pamita Devi, hoàng hậu Pamita. Devadaha Nagara, thành vệ Devala. Rahula Matu, mẹ Ruhala. Rattham là quốc độ, Anto bên trong, Bahi bên ngoài. Ayutbatmana là độ tuổi. Asathamasa là tháng Asakla. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con xin đọc ạ. Supa Buddha Raja là vua Supa Buddha. Koliya là dòng tộc Koliya. Pamita Devi là hoàng hậu Pamita. Devi
Dạ, Devi. Dạ, Pamita Devi là hoàng hậu Pamita. Devadaha Nagara là thành Devadaha. Rahula Matu là mẹ Rahula. Ratha là quốc độ. Anto là bên trong. Anto là bên trong. Bahi là bên ngoài. Ayupamana là độ tuổi. Asalwa Masa là tháng Asalwa. Dạ bà sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Subhabhutta Raja là vua thiện giác. Koliya là dòng tộc Koliya. Pamita Devi là hoàng hậu Cam lộ. Devadaha Nagara là thành Devadaha Nagara là thành Devadaha. Rahula Matu là mẹ của Thái tử Rahula. Rakthang là quốc độ. Anto là bên trong. Bahi là bên ngoài. Ayutpamana là độ tuổi. Asalamasa là tháng Asalama. Tháng Asalama. Asalama. Asala. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Sư con xin đọc ạ. Phúc Bá Bút Thá Ra Trá là vua Phúc Bá Bút Thá. Cô Lý Giá là thành dòng tộc Cô Lý Giá. Pamita Devi là hoàng hậu Pamita. Devadaha Nagara là thành Devadaha. Rahula Matu là mẹ Rahula. Đắc Thăng là quốc độ. Anto ở bên trong, Bá Hí là bên ngoài. Ajuba Mana là độ tuổi. Asalaha Masa là tháng. Asalaha là thứ tư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Sa Nguyên ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Subhabhutta Raja là đức vua thiện giác. Koliya là dòng tộc Koliya. Pamita Devi là hoàng hậu Pamita. Devadaha Nagara là thành Devadaha. Rahula Matu là mẹ của thái tử La Hầu La, của hoàng tử La Hầu La. Rakthang là xứ hay quốc độ. Anto là bên trong. Pahi là bên ngoài. Ajupamana là độ tuổi. Asadha Masa là tháng. Asaha. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Subhabhutta Raja là vua Subhabhutta.
Cô Lý Giá là dòng tộc Cô Lý Giá. Bamita Devi là hoàng hậu. Bamita Dewa Daha Nagara là thành Dewa Daha. Rahula Matu là Rahula mẫu. Ratha là quốc độ. Anto là bên trong. Bahi là bên ngoài. Ayubamana là độ tuổi. Asala Masa là tháng Asala. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Subba Buddha Raja là vua Subba Buddha. Cô Lý Giá là dòng tộc Cô Lý Giá. Bamita Devi là hoàng hậu Bamita. Dewa Daha Nagara là thành Dewa Daha. Rahula Matu là mẹ Rahula. Rathen là quốc là xứ. Anto là bên ngoài. Bahi là bên trong. Ayubamana là độ tuổi. Asala Masa là tháng Asala. Dạ con xin thấy ạ. Dạ con Phật tử là muốn đọc nữa mà. Dạ thưa sư là hết ạ. À. Rồi bây giờ ta xem tiếp phần bài học. Phần các tiếp vị ngữ của danh từ trung tính. Hôm trước chúng ta học các tiếp vị ngữ của danh từ nam tính có mấy tiếp vị ngữ? Có còn nhớ không? Danh từ nam tính có mấy tiếp vị ngữ? Dạ thưa bảy. Bảy tiếp vị ngữ đúng rồi. Tức là mình có á, a, i, i, u, u, o, o. Mình có mấy tiếp vị ngữ của danh từ nữ tính? Dạ năm. Năm tiếp vị ngữ của danh từ nữ tính tức là a, i, u, u, u. Ở hôm nay thì mình học các tiếp vị ngữ của danh từ trung tính thì mình có ba chữ, tức là mình có á, i, u, u. Như vậy thì tiếp vị ngữ danh từ trung tính chỉ có là các nguyên âm ngắn, ba nguyên âm ngắn, nhớ không? Nhớ ba nguyên âm ngắn không? Dạ nhớ. Dạ, có mấy nguyên âm, tất cả mấy nguyên âm? Tám nguyên âm. Có ba nguyên âm ngắn là á, i, u. Năm nguyên âm dài là gì? A, I, U, E, O, E, O. Đúng rồi, A, I, U, E, O ha. Có 5 nguyên âm dài, 3 nguyên âm ngắn. Như vậy tiếp vị ngữ của danh từ trung tính chỉ là 3 nguyên âm ngắn, đó là A, I, U. Bây giờ hôm nay thì mình học cái nguyên âm ngắn đầu tiên. Tiếp vị ngữ có nguyên âm ngắn đầu tiên đó là á, như là danh từ cú lá. Cú lá. Vậy chủ cách số ít là cú lăng, số nhiều cú la, cú la ní. Đối cách số ít cú lăng, số nhiều cú lê, cú la ní. Sử dụng cách số ít cú lê ná, số nhiều cú lê hí, cú lê phí. Chỉ định cách số ít của là giá, của lá sát, suy nhẹ của là năng. Xuất sức cách số ít của là, của lâm hà, của lá ma, suy nhẹ của lê hí, của lê phí. Sử dụng cách số ít của lá sát, suy nhẹ của là năng. Định sở cách số ít của lê, của lâm hí, của lá minh, suy nhẹ của lê xu, hô cách số ít của lá, của là, suy nhẹ của là ní. Rồi nghe lại lần nữa ha. Chủ cách số ít của lăng, số nhiều của la, của la ní. Đối cách số ít của lăng, số nhiều của lê, của la ní. Sử dụng cách số ít của lê ná, số nhiều của lê hí, của lê phí. Chỉ định cách số ít của la giá, của la xá, số nhiều của la năng.
Susukatsu Utkula, Kulamha, Kulasma, Sunye, Kulehi, Kulehi. Sayung Katsu Utkulasa, Sunye, Kulanang. Đền sở Katsu Utkule, Kulamhi, Kulasmi, Sunye, Kule Su. Hồ Katsu Utkula, Kula, Kulani. Cái này là cách chia đầy đủ, cái bản đầy đủ. Bây giờ mình bán tập chia là người ta viết tóm tắt cho mình. Giờ sang bán tóm tắt rồi tập chia. Bây giờ tóm tắt thì cái bản tóm tắt thì bỏ cái đuôi nó ra, bỏ cái tiếp viện ngữ á ra, rồi ghép với cái đuôi ở đây. À, ví dụ ở đây danh từ của lá thì bỏ chữ á ra. À, bỏ chữ á ra, rồi còn lại phần còn lại ghép với cái đuôi ở đây. Thì mình sẽ được chỗ cách số ít là cu lăng, số nhiều là cu la, cu la ní. Đối cách số ít cu lăng, số nhiều cu lê, cu la ní. Sử dụng cách số ít cu lê ná, số nhiều cu lê hí, cu lê phí. Chỉ định cách số ít cu la giá, cu la xá, số nhiều cu la năng. Sử cách số ít cu la, cu lâm hà, cu la sma, số nhiều cu lê hí, cu lê phí. Sở thuộc cách số ít cu la xá, suy nhì cô là năng định sở cách số ít cô lê cô làm hi cô lát mình suy nhì cô lê xú hồ cách số ít cô la suy nhì cô là ní. Rồi xem lại lần nữa ha, chỗ cách số ít cô lăng suy nhì cô là ní cô là ní. Đôi cách số ít cô lăng suy nhì cô lê ní. Sẽ dùng cách số ít cô lê ná suy nhì cô lê hi chỉ định cách số ít của là giá của la xá suy nhì của là năng suy cách số ít của là của lâm hà của la sma suy nhì của lê hí của lê phí sử dụng cách số ít của la xá suy nhì của là năng định sở cách số ít của lê của lâm hí của la smi suy nhì của lê xú hồ cách số ít của là suy nhì của là ní. Rồi giờ ai chia được giơ tay lên để tập chia bản chia của danh từ năm tấn bị người cú. À, vì người á như là cô lá à. Cách mà lớp chia bản chia này mình xin dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư con xin kia ạ. Bản biến cách danh từ trung tính vĩ ngữ á là cú lá, chủ cách cú lăng, chủ cách số ít cú lăng, số nhiều cú la, cú la ni. Đối cách số ít cú lăng, số nhiều cú lê, cú la ní. Sử dụng cách số ít cú lê ná, số nhiều cú lê hí, cú lê phí. Định sở cách cú la giá, cú la xá, số nhiều cú la năng. Xuất xứ cách số ít cú la, cú lâm hà, cú la sma, số nhiều cú lê hí, cú lê phí. Ở thuộc cách cú lá xá, cú, số nhiều cú la năng, định sở cách số ít cú lê, cú lâm hí, cú lá minh, số nhiều cú lê xú. Hô cách số ít cú lá, cú la, số nhiều cú la ni. Dạ con xin hết ạ. Cú la ni. Dạ cú la ni. Dạ xin mời Phật tử Phương Suy. Dạ con xin chia trung tính vị ngữ A, khu lá, chủ cách số ít, khu làm, số nhiều, khu la ní. Đối cách số ít, khu làm, số nhiều, khu lê, khu la ní. Sử dụng cách số ít, số lê đá, số nhiều, số lê hí, số lê bí. Chỉ định cách khú, dạ, chỉ định cách khú lát xa, khú lát xa, khú át xa, số nhiều là khú là giá, khú lát xa, khú là giá, khú là sắc, số nhiều khú là nằm, số sư cách khú là, khú làm hà, khú lát mà, số nhiều khú là hí, khú lê bí. Sở thuộc cách số ít khú lát xa, số nhiều khú là nam. Định sở cách khú lê, khú làm hí, khú asmin, số nhiều khú lát min, khú lát min.
số nhiều khú lê xú hầu cắt khú khú lá khú là số nhiều khú la ní. Dạ con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin chia danh từ trung tính biển ngữ A như cu lá. Chủ cách số ít là cú lăng, số nhiều là cú la ní. Đối cách số ít là cú lăng, số nhiều là cú lê, cú la ní. Sử dụng cách số ít là cú lê ná, số nhiều là cú lê hí, cú lê phí. Chỉ định cách số ít là cú la giá, cú lá xá. Số nhiều là cú la năng. Xuất xứ cách số ít là cú la, cú la hạ, cú la, cú lăng hà, cú lát ma. Số nhiều là cú lê hí, cú lê phí. Sở thuộc cách số ít là cú lát xá. Số nhiều là cú la năng. Chỉ định cách số ít là cú lê, cú lăng hí, cú lát min. Số nhiều là cú lê xú, hô cách số ít là cú lá, cú la, số nhiều là cú la ní. Dạ bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc bản biến cách của danh từ trung tính vị ngữ A, vị ngữ Á như cú lá. Chủ cách số ít cú lăng, cú la, số nhiều cú la ní. Đối cách số ít cú lăng, số nhiều cú lê, cú la ní. Sử dụng cách số ít cú lê ná, số nhiều cú lê hí, cú lê phí. Chỉ định cách số ít cú la giá, cú lát xá, số nhiều cú la năng. Xuất xứ cách số ít cú la, cú lâm hà, cú lát ma. Số nhiều cú lê hí, cú lê phí. Sở thuộc cách số ít cú lát xá, số nhiều cú la năng. Định sở cách số ít cú lê, cú lâm hí, cú lát min. Số nhiều cú lê số, hô cách số ít cú lá, cú la, số nhiều cú la ní. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ, thưa sư, con xin chia danh từ trung tính có vị ngữ là Á như chữ cú lá. Chủ cách số ít là cú lăng, số nhiều là cú la ní. Đối cách số ít là cú lăng, số nhiều cú lê, cú la ní. Sử dụng cách số ít là cú lê ná, số nhiều là cú lê hí, cú lê phí. Chỉ định cách số ít là cú la giá, cú la xá, số nhiều là cú la năng. Xuất xứ cách số ít là cú la, cú lâm ha, cú la ma, số nhiều là cú lê hí, cú lê phí. Sở thuộc cách số ít là cú la xá, số nhiều cú la năng. Định sở cách số ít là cú lê, cú lâm hí, cú la min, số nhiều là cú lê xú. Hô cách là cú lá, cú la số ít, số nhiều là cú la ní. Thưa sư xin hết. Rồi, tốt. Xin mời Phật tử Mang Ga Lá Nên Đi. Dạ thưa sư, con xin đọc chủ cách số ít cú lăng, số nhiều cú la ní. Đối cách số ít cú lăng, số nhiều cú lê, cú la ní. Sử dụng cách số ít cú lê ná, số nhiều cú lê hí, cú lê bí. Chỉ định cách số ít cú la giá, cú la xá, số nhiều cú la năng. Xuất xứ cách số ít cú la, cú lăng hà, cú la ma, số nhiều cú lê hí, cú lê bí. Sử dụng cách số ít cú lát xá, số nhiều cú la hạt,
Kula Năng, định sở các số ít Kula Lăng Hí, Kula Smin, số nhiều Kula Sú, hô các số ít Kula, Kula số nhiều Kula Ní. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư, con xin kia ạ. Chủ cách số ít cụ lăng số nhiều cụ là nị, đổi cách số ít cụ lăng số nhiều cụ lề cụ là nị, sử dụng cách số ít cụ lề nạ số nhiều cụ lề hị cụ lề phị, chỉ định cách cụ là dạ cụ là xạ số nhiều cụ là nằng, xuất xứ cách số ít cụ là cụ làm hà cụ lát mà số nhiều cụ lề hị cụ lề phị, sở thuộc cách số ít cụ la xạ số nhiều cụ là nằng, định sở cách số ít cụ lề cụ làm hị cụ la mình số nhiều cụ lề sụ, hô cách số ít cụ la cụ là số nhiều cụ là nị. Con xin nhẹ dạ. Xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Nha, yên lặng nha. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Con xin chia cái bảng biến cắt danh từ trung tính vĩ ngữ A như là cú lá. Ngôi thứ nhất, chủ cách số ít cú lăng, số nhiều cú la, cú la ní. Đối cách là cú lăng, cú lê, số nhiều là cú lê, cú la ní. Sử dụng cách số ít là cú lê ná, cú lê phí, cú lê hí, cú lê phí. Chỉ định cách số ít là cú lê giá, cú lắc xá, số nhiều là cú la năng, xuất xứ cách cú la há, cú la hà, cú lăng hà, cú lắc ma, số nhiều là cú lê hí, cú lê phí. Sở thuộc cách số ít là cú lắc xá, số nhiều là cú la năng. Sở định sở cách số ít là cú lê cú lăng hí cú lắc min, số nhiều là cú lê xú, hô cách số ít là cú lá cú la, số nhiều là cú la ní. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thứ sư đã hết rồi xong. Bây giờ chúng ta ôn lại bản chia tí ha, còn 10 phút nữa. Giờ ôn cho bản chi danh từ năm tánh vị ngữ A tí, rồi ôn cho danh từ nữ tánh vị ngữ A, rồi cho danh từ trung tính vị ngữ 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 A. Mình có ba bảng, bảng thì ôn cho danh từ nó ra trước đi. Mình có thể chọn một danh từ nào đó mà nó là dạng nam tính, dạng nam tính ha. Chỗ ôn cho bản danh từ nam tính này tí đi. Lớp có thấy chưa? Rồi ai chia được bản danh từ nam tính này chia thử ra, chọn danh từ nào đó chia cho bản này trước. Nam tính à, trong tính sư. Nam tính. Nam tính. Danh từ nam tính. Đức Ha được hả sư? Đức Ha. À, đúng rồi. Thê rá, trở lại quá xin. Đúc thế. Rồi, chia đi. Xin chia động từ nam tánh chúng sanh. Ủa, cái chữ khổ thầy ở sư đọc là đúc khá phải không sư? Đúc khá hả? Đúc khá. Đúc khá danh từ đó không được. Đúc khá danh từ đó là... Ồ, danh từ đó là đúc khá. Sách tá được không sư? Để chúng sanh được. Cái tá hay là nam tính. Bà đá.
Chia đi, ai chia đi? Dạ, con xin chia sách ta. Chủ cách số ít, sách tô. Số nhiều, sách ta. Đối cách số ít, sách tăng. Số nhiều, sách tê. Sử dụng cách số ít, sách tê ná. Số nhiều, sách tê hí, sách tê phí. Chỉ định cách số ít, sách ta giá, sách tá xá. Số nhiều, sách ta năng. Xuất xứ cách số ít, sách ta, sách âm ha, sách 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 tasma. Số nhiều, sách tê hí, sách tê phí. Sở thuộc cách số ít, sách tát xá. Số nhiều, sách ta năng. Định sở cách số ít, sách tê, sách âm hí, sách tâm hí. Dạ, sách tâm hí, sách tát min. Số nhiều, sách tê xú. Hô cách số ít, sách tá, sách ta. Số nhiều, sách ta. Con xin hết ạ. Sư sư con xin chia mắt gá là đạo lộ sư. Danh từ nam tính mắt gá. Rồi được, chia đi. Chủ cách số ít là mắt gô. Số nhiều mắt ga. Đối cách số ít là mắt găng. Số nhiều mắt ghê. Sở dụng cách số ít là mắt ghê ná. Số nhiều mắt ghê hí, mắt ghê phí. Chỉ định cách số ít là mắt ga giá, mắt gáp xá. Số nhiều là mắt ga năng. Xuất xứ cách số ít là mắt ga, mắt găm ha, mắt gáp ma. Số nhiều là mắt ghê hí, mắt ghê phí. Sở thuộc cách số ít là mắt gác xá. Số nhiều là mắt ga năng. Chỉ định sở cách số ít là mắt ghê, mắt gam hí, mắt jasmine. Số nhiều là mắt ghê xú. Hô cách số ít là mắt gá, mắt ga. Số nhiều là mắt ga. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Trà. Anh chưa với đạo ngành thả đúng ạ. Anh dân gì là mi ga phụ hoặc chứ mi ga hả? Dạ thủ à. À được mi ga được. Dạ con xin chia. Một là chủ cách số ít mi gô, số nhiều mi gà. Hai, đổi cách mi găm, số nhiều mi ghê. Ba, sử dụng cách mi ghê nạ, mi ghê hị, mi ghê phị là số nhiều. Bốn, chỉ định cách số ít mi gà nhá, mi gắt xạ, số nhiều mi gà nằm. Năm, xuất xứ cách là mi gà, mi gầm hà, mi gắt mà, số nhiều mi ghê hị, mi ghê phị. Sáu, sở thuộc cách số ít mi gắt xạ, số nhiều mi gà nằm. Bảy, định sở cách mi ghê, mi răm hị, mi rắt mình, số nhiều mi ghê sụ. Tám là hô cách số ít là mi ghê mi gà, mi gà, số nhiều là mi gà. Con xin hiểu ạ. Rồi bây giờ chúng ta chia thử dạng nữ tính ha. Dạng nữ tính nam tính như đó được rồi, ôn thử dạng nữ tính. Nữ tính như là amma. Giờ tìm danh từ nữ tính mà nó có cái đuôi bằng A thôi. Metta. Đúng rồi, giống Metta chẳng hạn. Metta. Banh nha. Rồi chia đi, ai chọn thử chia thử đi. Dạ con xin chia động từ banh nha. Danh từ.
danh từ nữ tính vị ngữ A như từ Banh Nha trí tuệ. Ai chia đi Banh Nha chỉ định cách số ít ở chủ cách số ít Banh Nha số nhiều Banh Nha Banh Nha vô đối cách số ít Banh Nhăn số nhiều Banh Nha Banh Nha vô sử dụng cách số ít Banh Nha giá số nhiều Banh Nha hí Banh Nha phí chỉ định cách số ít Banh Nha giá Banh Nha năng số nhiều Banh Nha năng xuất xứ cách số ít Banh Nha giá số nhiều Banh Nha hí Banh Nha phí sở thuộc cách số ít Banh Nha giá số nhiều Banh Nha năng định sở cách số ít Banh Nha giá Banh Nha văn số nhiều Banh Nha số hô cách số ít Banh Nha số nhiều Banh Nha Banh Nha vô con xin hết à, đúng rồi đó. Thưa sư cô tạm như đây đi rồi chia người nữa đi nghỉ chia người nữa đi người nữa thì nghỉ ha con chia danh từ nữ tính meta là từ sư rồi chia đi chia người nữa chủ cách số ít meta số nhiều là meta meta vô đối cách số ít meta số nhiều là meta meta vô sử dụng cách số ít meta giá số nhiều là meta hí meta phí chỉ định cách số ít là meta giá số nhiều là meta văn xuất xứ cách số ít meta giá số nhiều là meta hí meta phí sở thuộc cách số ít là meta giá số nhiều là meta văn định sơ cách số ít là meta giá meta văn số nhiều là meta số hô cách số ít là meta số nhiều là meta meta vô thưa sư xin hết rồi bây giờ mình tạm nghỉ ở đây ha các bạn kia này nếu mà có thời gian mình học thuộc lòng luôn chứ mấy đầu thì chưa hiểu học cho hiểu đến khi hiểu rồi thì có thời gian học thuộc lòng luôn ha rồi bây giờ mình tạm kết thúc bài học ở đây. Rồi hẹn gặp lại buổi sau. Rồi trả mic lại cho cô Phúc Việt Trung còn trên room hay không à? Phúc Việt Trung còn trên lớp học không? Dạ, thưa sư còn ạ. Rồi mình kết thúc lớp học đi. Rồi hồi hướng đi. Dạ. Dạ, chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học Bali ngày hôm nay. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phúc báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin kính tri ân sư, con xin thay mặt cô chú học viên trong room ở phúc báo của buổi học hôm nay đến chư thiên ạ. Akasatha cha pomma tha dewa na ga tika. No ayam no man tu. Sa thú. Chúng con kính chúc sư được sức khỏe, kính chúc sư một đêm an lành. Chúng con kính tri ân sư cả pháp nhiên đã cho phép mở Zoom này nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử xa gần có nơi học tập để trau dồi Phật pháp. Xin được tri ân các Phật tử đã hộ độ cho chùa Siêu Lý Phú Định, quận 6 mở được Zoom này. Idang bun nhang nipa nasa bachayo mong tất cả chúng ta sẽ đoạn trừ các phiền não và sẽ giải thoát trong ngày vị lai. Sa thú dạ kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Rồi mời lớp nghỉ ha. Dạ.
Dạ con kính tư ngủ ngon ạ. Tư à.